Thưa quý vị, từ đầu năm cho đến nay, cả nước ghi nhận 50.473 ca mắc sốt xuất huyết tại 9 tỉnh thành. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc giảm nhưng số tử vong tăng với 18 trường hợp. Để tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, việc lồng ghép với truyền thông phòng chống COVID-19 và các hoạt động khác là vô cùng cần thiết. 18 ca tử vong do sốt xuất huyết ở các tỉnh thành như sau: Bình Phước 6 ca, thành phố Hồ Chí Minh 2 ca, Đồng Nai 2 ca, Bình Dương 2 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 1 ca, Phú Yên 2 ca, Sóc Trăng 1 ca, Tây Ninh 1 ca, Bình Thuận 1 ca. So với cùng kỳ năm 2020, số mắc giảm, tuy nhiên số tử vong tăng 5 trường hợp. Bộ Y tế cảnh báo hiện nay đang là thời điểm mùa dịch sốt xuất huyết, số mắc hàng năm có xu hướng gia tăng đặc biệt tại Hà Nội và một số tỉnh khu vực phía Nam. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương phải giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn, nắm chắc các ổ dịch sốt xuất huyết hiện có và mới phát sinh, tổ chức phun hóa chất xử lý triệt đề ngay khi phát hiện các ổ dịch không để dịch bùng phát lây lan kéo dài xác định các điểm có nguy cơ cao và tổ chức phun hóa chất chủ động theo quy định của bộ y tế